hứa tới gì chưa? Em vừa mới tung ra một bức hình bí ẩn mà có thể đó là mail mới nha anh em. Ok, hãy cùng mình theo dõi hết video này để biết xem đó là cái gì nha. Let's go. Anh em có biết giờ anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần mình lần, từ FIFA, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần mình lần để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Thì đến hiện lại lên, chúng ta cần phải là check xem top hôm nay chúng ta sẽ có là cái gì để xem là chúng ta nên mua những gì trong cái top này nha anh em. Ok, chắc chắn rồi. Dạ sơ, ba trái đầu tiên ba trái lỏ rồi cho nên là chúng ta không cần để ý tới nó đâu. Trái búp bơ và trái cao su cũng đem top này nữa, phải trưởng thiệt. Rồi luôn. Rồi luôn. Rồi luôn. Méo ra cái gì luôn đây mà. Rồi, thế là ngày hôm nay chúng ta méo có gì ngon rồi. Rồi, trước khi mà game đâm rồi chúng ta sẽ cần phải có một cái lệnh nha mà. Đó chính là sạc em fan Stazin đẹp xa nha anh em. Đó, Stazin đẹp dài. Đấy, anh em enter. Sau đó thì anh em lại và anh em nói chuyện với khứa gọi là gacha này. Thì nó sẽ gacha cho anh em ra một trái cực kỳ là ngon luôn. Yes sir. Ui rồi, 3 giờ mới nói xong mình ra trái cao su. Ui rồi ôi, đúng là nói gì ra đó nè mà. Anh em nói ra trái đồng tròn hoặc là trái kitsune luôn nha. Thì nó sẽ ra cho anh em đấy. Ok, và hiện tại mình đang có mặt trên trang Twitter của Amin anh em. Và Amin đang có tung ra một cái bức hình mà cái tông màu anh em thì anh em nhìn rất là quen đúng không? Đó, thì nếu như mà anh em đã từng xem những cái video leak từ Amin hoặc là những hình ảnh leak từ Amin á, thì anh em sẽ mường tượng ra đây chính là cái gì đó liên quan đến cái gồng anh em. Đấy, liên quan đến trái gồng. Đấy, thì tất cả chỉ dừng lại phỏng đoán thôi cho đến khi mà mình gọi là lướt được cái thấy cái comment của ông, đó chính là ông Kid Gaming. Thì ông nói một câu đó chính là làm lại đời ông Talon đúng không? Đó, cái câu này là mình bừng tỉnh lên anh em à. Thì có những cái bài viết mà liên quan đến cái đời Dragon Talon lần trước anh em. Đó, thì mình cũng đã có đề cập đến một vấn đề là liên quan đến đời Dragon Talon sẽ được reward và cũng như là thức tỉnh lên V2 chẳng hạn. Đó, có thể là thêm một cái gì đó. Người thức tỉnh thì làm sao được, tại vì gió gồng là thức tỉnh lên V2 là đời Dragon Talon rồi. Cho nên là cái này là khả năng cao á. Đó chính là đợt Dragon Talon về ở hôm nay V2 mà là được reward lại nha anh em. Đấy, còn không thôi á thì đây chính là một cái skill của trái gồng. Nhưng mà anh em nên lưu ý cho mình một điều á là anh em nhìn vào cái con là nhân vật của Amin á thì chúng ta không thấy cái gì gọi là liên quan đến cái sừng hay là cái đuôi cả này mà. Tại vì ở trong cái những video trước á anh em có thể để ý á, là Amin có cái sừng của con gồng. Đó, hoặc là những cái gì đó liên quan đến con gồng, nhưng mà nhìn đây thì anh em có thể thấy là nhìn nó rất bình thường luôn. Nó cũng không có gì quá đặc biệt. Ở đây là anh em đừng hiểu nhầm nha. Ở đây chúng ta sẽ có là hai cái nhân vật đang cùng trong một cái khung hình. Đó chính là một con gọi là một con NPC và cũng như là nhân vật của Amin. Nhân vật Amin này đang cầm cây song kiếm Odin này anh em. Đấy, và mình nghĩ là khả năng cao là song kiếm Odin sẽ được là thay đổi về cái gì đó trong cái phiên bản update sắp tới luôn. Tại vì anh em cũng biết là cái đảo phụ nữ mà làm lại rồi á, thì cái việc mà cho anh em lấy cái cây song kiếm Odin nó cũng sẽ trở nên là tương đối là khó khăn nếu như mà anh em chưa lấy nha. Cái này là mình phỏng đoán thôi, tại vì anh em biết sao không? Thì cây Tushita anh em bắt buộc anh em phải đi đến đảo phụ nữ thì thông qua một cánh cổng anh em mới có thể trở về anh em lấy cái cây Tushita được. Còn cái cây Yama thì anh em phải xuống cái ngôi đền cổ bí ẩn của là đảo phụ nữ thì anh em mới có thể lấy được cái cây đó. Cho nên là nếu như mà đảo phụ nữ được reward lại và thay đổi hoàn toàn về kết cấu và những cái chỗ mà anh em từng lấy kiếm á, thì chắc chắn là nó sẽ thay đổi đến cái gọi là cách lấy cái cây chính là cây song kiếm Odin luôn, chắc chắn là như vậy luôn em, không thể nào mà chạy khỏi chân á. Ok, và nói đến cái vấn đề kiếm Tushita thì hiện tại á là mình đang có cái kênh Legend Goblock V2, thì kênh này mình đã đăng cho anh em về cách lắp fit lỗi kết nối ở mấy tháng trước rồi. Thì mình cũng có đăng một cái video đó chính là cách lấy kiếm Tushita lại, chi tiết dễ hiểu nhất cho những bạn nào mà chưa lấy được cái cây này ở thời điểm hiện tại nha. Chưa lấy được nha anh em. Với lại á, là video này ở trên kênh chính của mình, kênh mà anh em đang xem video nè, nó đã bị là YouTube nó gõ rồi. Đấy, thì mình bắt buộc là mình sẽ không còn cái video đó để cho anh em xem nữa, cho nên là mình chuyển sang kênh này. Những video mà có dính logo shop này kia thì mình sẽ gọi là cho nó triệt tiêu luôn và mình cho anh em đang xem lại trên kênh này nha. Cho nên là những bạn nào mà chưa xem những video trên kênh chính mình mà bị mất rồi đó, thì anh em có thể qua kênh này để mà xem lại. Cái này thì mình cho anh em cái nhu cầu thôi, anh em nào có muốn xem thì xem nha. Ok, thì trở lại với vấn đề liên quan đến cái vỏ đời Dragon Talon. Thì mình cũng không biết nói sao, nhưng mà mình nghĩ á, là trong thời gian sắp tới á, là sẽ có rất nhiều thứ reward lại. Thậm chí là những cái kiếm mà cũng như cái súng thì chúng ta còn được reward mà đúng không anh em. Cho nên thành ra là chúng ta cứ đợi anh em. Ok, tôi cũng không biết là cái lâu đài bóng tối nằm ở đâu luôn nè. Ôi giời ơi, bây giờ không nhớ là cái vị trí của mấy cái này nó là chết luôn rồi anh em ơi. Ôi giời ơi, quên thiệt luôn em, mình quên mất tiêu rồi. À đây, chính là haunted skill gì đó anh em à. Và để mà lấy cái vỏ gồng V2 á thì anh em cần phải đó chính là đi lên cái một cái khu vực
đó chính là cái dây xích của cái cây cái dây xích của cái bánh răng bên đây này anh em. Thì anh em phải lên bên đây thì anh em mới có thể lấy được cái vỏ gồng đó. Và để mà lấy được cái vỏ gồng này á thì anh em cần phải đạt cái vỏ gồng B1 ở một cái level nhất định và cũng như một lượng mastery nhất định nha. Với lại là anh em phải trả cho thanh niên này một đống Belly và cũng như á là cái khách mình nha anh em. Đấy chứ không phải là tự nhiên anh em có được đâu. Ok thì mình sẽ cầm lên cho anh em xem. Đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống đây để mà cho anh em xem nè. Đây. Đầu tiên thì mình nên là mình build xương xương lại thôi nha chứ mình cũng không có muốn gì đâu. Rồi đầu tiên mình sẽ có chiêu Z thì nó sẽ lao tới phía trước và chiêu X sẽ là đẩy ra một cái đầu của con rồng và nó sẽ gây một cái vùng lửa và gây sát thương cho những cái địch ở trên cái vùng đó nha anh em. Và chúng ta cái số siêu C là hội tụ những cái tinh hoa của là đất trời và chúng ta khè lửa đó. Nhưng mà cái mà Amin đang show lúc nãy anh em thì nó theo kiểu là ngọn lửa nó tóe ra, nó tóe ra nha, nó tóe ra nhìn có vẻ như á, nếu như mà anh em để ý á, thì cái ngọn lửa nó nhìn nó trông khá là giống với lại cái chiêu ít của cái vỏ, chính là vỏ vỏ gì ta, vỏ Sanjune anh em. Đấy cái vỏ huyết huyết quỷ thực á thì nhìn nó khá là giống với cái vỏ đó nha. Thì mình cũng không biết là Amin có đang chôn chúng ta hay không, thì khả năng cao thì Amin là đưa ra thiệt anh em. Với lại là cái sự xác nhận của ông chính là ông gì ta, ông Kiết Yên Minh. Thì ông Kiết Yên Minh là cũng là một trong những ông gọi là những một trong những cái ông gọi là admin của Blackfoot, cho nên là mình nghĩ là không có vấn đề sai sót gì đây đâu, trừ khi là admin chính với lại admin phụ họ là chia nhau ra gọi là đánh lừa người chơi thôi. Chứ mình thì mình vẫn nghĩ là admin sẽ cho chúng ta một cái câu trả lời chính đáng nha. Ok thì hôm nay thì cũng không có sự kiện cũng như là không có thông tin gì quá nhiều, chủ yếu là mình cho anh em kiểu như là phân tích cho anh em một số chi tiết như thế để cho anh em hiểu. Ok bây giờ mình sẽ qua bên đảo Tiki để mà mình cho anh em xem lại cái huyết quỷ thực này, mà nãy mình quên test cho anh em xem trước, mình tự nhiên đổi sang cái này bây giờ đổi lại hơi cực như thế mà. Đấy hơi cực luôn ấy. Thì chủ yếu là mình cho anh em xem để mà anh em hiểu và cũng như là em so sánh được nha. Đây thì cái chiêu mà mình nói cho anh em á, cái chiêu mà mình nói cho anh em ở trên bên đây nè, thì nó nhìn nó khá là giống với lại cái chiêu ít của cái chiêu của cái vỏ huyết vỏ thực nha, huyết quỷ thực đấy, xanh du nẹt anh em ạ. Ok thì mình sẽ đợi hồi chiêu mình làm lại cho anh em xem một cái nữa nha nè. Đấy nó sẽ có màu chính là màu hồng đỏ, nhưng mà cái vỏ kia là màu màu vàng cam đó, màu đỏ vàng cam, cho nên thành ra là nó sẽ không phải là cái này nó chế lại đâu. Tại vì mình có một lần mình cũng từng chỉnh màu cho cái skill này đó, thì mình làm giống giống như cái kia mà đúng không, nó cho anh em xem thì nhìn nó khá là giống nhưng mà thật ra là nó là hai cái khác nhau nha. Ok và đó là cái phân tích của mình về cái gọi là bức hình của Amin, mặc dù là hơi dài nhưng mà đó là những cái thông tin mình chia sẻ cho anh em để cho anh em có thể nắm bắt được nha. Cảm ơn em quá nhiều, nếu thấy video mình hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nha em. Còn giờ thì bye, và hẹn lại anh em vào video lần sau kênh mình nha. Bye bye.